Vào ngày hôm qua, trên quốc lộ 50 hướng từ cầu Thịnh đi Nguyễn Văn Linh, hai vợ chồng trung niên chở nhau trên xe máy. Khi cách giao lộ Trịnh Quang Nghị khoảng 100m thì xảy ra va chạm với xe chở rác chạy cùng chiều. Tai nạn làm người đàn ông ngã vào gầm xe rác và bị bánh xe cán qua làm tử vong tại chỗ, riêng người vợ văng ra phía ngoài thoát nạn. Trước đó, vào sáng cùng ngày, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500m cũng xảy ra va chạm giữa xe cẩu và xe máy làm hai người thương vong. Theo phản ánh của người dân, quốc lộ 50 có diện tích mặt đường nhỏ hẹp, các phương tiện tham gia giao thông đông, người đi xe máy thường đi ngược chiều, thậm chí dừng đổ dưới lòng đường để mua đồ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm trên tuyến đường này.